Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong clip ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video clip ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản Luxury và là cái phiên bản 1.2 số tự động. Chiếc xe cực kỳ mới ạ, chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đăng ký tháng 5 năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 4.000 km. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, siêu lướt ạ. Với hơn 4.000 km thì chiếc xe này cực kỳ mới ạ. Nó không khác gì một chiếc xe vừa mới dắt từ trong xưởng, xuất xưởng ra đấy ạ. Vâng, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 388 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 388 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning siêu lướt 2020 phiên bản 1.2 và số tự động đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa thu xếp đủ về tài chính, quý vị và các bạn muốn làm thủ tục trả góp thì chúng tôi sẵn sàng làm thủ tục trả góp cho quý vị. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa với 80% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng vì chiếc xe này nó không khác gì một chiếc xe mới ạ, còn bảo hành tại hãng luôn ạ. Chiếc xe này chủ xe mua tại Kia Yên Nghĩa, cho nên bây giờ quý vị và các bạn nếu như không yên tâm về chất lượng, quý vị và các bạn có thể đem vào Kia Yên Nghĩa hoặc bất kỳ đại lý Kia nào khác để check ạ. Vâng, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning siêu lướt 2020 phiên bản 1.2 số tự động này ạ. Đây là cái phần ba phần chi tiết của xe này. Bạn nhiều nữa vì chiếc xe này thì còn nguyên bản hết tất cả 100% luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và đèn led ban ngày đây ạ. Đây là cái đèn pha bi xenon, dưới của đó là bên cái giải đèn led ban ngày. Cặp đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi rồi đấy ạ. Đây là cặp đèn gầm đã được trang bị toàn bộ là đèn bi rồi. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên trên gương chiếu hậu. Toàn bộ những cái phần tay nắm mở cửa cũng được thiết kế bằng chất liệu là chrome rất là sáng. Đây, phiên bản Luxury ạ. Tay nắm mở cửa là toàn bộ là bằng chrome, sáng bóng rất là đẹp ạ. Dàn lốp cũng còn mới tinh luôn ạ. Đây ạ, vâng, thưa với quý vị và bạn, dàn lốp còn mới tinh luôn, mới lăn bánh có hơn 4.000 km thôi. Tất cả là còn nguyên luôn ạ. Chưa có một vết xước nào cả, dàn lốp rất là mới. Tất cả đều rất là mới. Đây là cái dàn lốp của xe rất là mới. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu cũng đã được trang bị là đèn led rồi đấy ạ. Với chiếc xe này thì không có gì phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn đâu, vì là nó còn rất là mới ạ, tất cả còn rất là mới và rất là đều xi. Màu đỏ rất là đẹp ạ và hợp với tất cả các độ tuổi luôn ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Thưa với quý vị các bạn, đây là tem của nhà sản xuất này. Sản xuất tại công ty Trường Hải đây. Và năm sản xuất là năm 2020 đây ạ. Sản xuất tại Việt Nam luôn. Tem nhà sản xuất số khung này. Động cơ 1.2 lít ạ.
Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn qua về cái phần nội thất của chiếc xe này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Chắc chắn một điều với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi không phải cam kết nữa đâu, vì nó không có khác gì một cái xe mới. Không phải cam kết là đâm đụng hay ngập nước gì cả. Thưa với quý vị và bạn, nó còn bảo hành luôn ạ, còn rất là mới ạ. Nhiều chỗ, nhiều chi tiết còn chưa bóc ni lông cơ ạ. Đây ạ, thưa với quý vị và bạn, tôi quay cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông hết ạ. Và nội thất thì đã được trang bị là nội thất da rất là mới ạ. Đây ạ, dán kính trải sàn, rồi thì bọc táp lo, táp lô, bọc vô lăng, tất cả đầy đủ hết rồi. Đây, thưa quý vị và bạn, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần nội thất đây ạ. Đồng hồ công tơ mét đây. Thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này chạy mới có lăn bánh được có 4.854 km ạ. Chuẩn bị đến thay dầu lần đầu ạ. Đấy, chưa quay thay dầu một lần nào ấy. Đấy, tất cả còn rất là mới ạ. Nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông. Đây, thưa với quý vị và các bạn, rất nhiều chi tiết, rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Đây là cái phần nội thất về đằng sau đây ạ. Tôi quay chi tiết lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Nội thất màu kem, rất là đẹp luôn, rất là sáng xe, rất là đẹp và rất là sạch sẽ luôn. Đây, thưa với quý vị và các bạn, xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình, camera lùi, điều hòa tự động rồi đây ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nhiều chi tiết, nhiều bộ phận còn chưa bóc ni lông cơ, rất là đẹp. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu, đang có ý định mà mua một chiếc xe khoảng hơn 300 triệu hoặc là đang định đi mua những chiếc xe Kia Morning như chiếc này chẳng hạn, thì đây cũng là sự lựa chọn quá là tốt đấy ạ, tiết kiệm được vài chục triệu đấy ạ. Với chiếc xe ở cái tầm tiền hơn 300 triệu mà tiết kiệm vài chục triệu thì cũng rất là to rồi. Đây là cái phần cốp sau của xe, tất cả cũng còn rất là mới ạ. Mới tinh hết luôn đấy ạ. Cốp này cũng chưa bóc ni lông luôn này. Chưa cần bóc ni lông luôn đây. Và cũng đã có một cái lót cốt nhựa để thêm đây. Chủ xe cũng trang bị thêm cả một cái lót cốt nhựa. Và tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Lớp sơ cua đây ạ, mới tinh luôn, chưa dùng tí nào. Đấy, tất cả còn rất là mới ạ. Rất là đều xe đây, rất là đẹp. Đây ạ, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Thực ra thì chiếc xe này, với chiếc xe này thì chúng tôi không cần phải quay kỹ, không cần phải giới thiệu kỹ cho quý vị và các bạn cùng xem đâu. Vì là nó không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng xong ạ. Chỉ có đăng ký và đã lăn bánh thêm được hơn 4.000 km ạ. 4.800 km, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Quá là đẹp luôn ạ. Tại vì để đi mua được những chiếc xe mà nó lăn bánh có mấy nghìn, chủ xe vừa mới đăng ký xong đã bán thì rất là ít ạ, không phải là lúc nào cũng mua được đâu ạ. Chúng tôi quay lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem. Để nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe khoảng hơn 300 triệu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Ở cái phiên bản Luxury thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning này là một cái động cơ xăng 1.2 lít đi kèm hộp số tự động. Và thưa với quý vị và các bạn, tất cả nó còn rất mới như này đây. Tất cả còn rất mới đây. Đúng như ở hãng vừa mới đưa ra nó như thế nào thì nó còn nguyên như vậy. Nó chỉ thêm cái là chủ xe đã đăng ký và lắp thêm một số đồ, dán kính trải sàn. Đấy, lắp thêm một số đồ thôi, chứ còn nó không khác gì một chiếc xe mới luôn. Đăng ký biển Hà Nội 30G vừa mới đăng ký xong ạ. Đây, tất cả còn rất mới. Máy móc cũng còn mới tinh luôn đây ạ.
mua những chiếc xe siêu lướt như thế này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng luôn ạ. Quý vị và các bạn có thể mang vào hãng check luôn trực tiếp luôn ạ, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn ạ. Chiếc xe này chủ xe mua tại Kia Yên Nghĩa đấy ạ. Và vừa mới đăng ký biển Hà Nội, biển 30G. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì mời quý vị và bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.